so với ca của V VinFast VF 8 hôm nay được hoàn thiện lên trên chiếc xe này. Đấy, đang đóng này. Nó mở rất là êm đấy. Đấy. Đây này. Được hoàn thiện với hít trên này. Nút công tắc đằng sau zin này và phía công tắc ở bên này. Đấy, thôi đi vào đây. Có. Đây, ở trên thì có phía trên có một công tắc phía trước này. Bấm giữ mở này. Đấy. Đây, bấm xong rồi bấm giữ đây nhá, bấm giữ đây này. Đã nóng này. Đấy. Đây là điều khiển ra lệnh giọng nói của nguyên bản của xe nhá. Hơi VinFast. Mở cốp. Hệ thống đã mở cốp. Đấy. Hơi VinFast. Đóng cốp. Đã đóng cốp xong. Tiếp theo là tính năng nữa là sử dụng bấm mở nhá, bấm mở trên bằng dây mát nhá. Đấy, bấm giữ. Đấy. Sử dụng chiều cao rất là cao nhá. Hay là có khả năng là anh em đẩy lên cao luôn á, xong bắt đầu anh em bấm giữ lại. Đấy, lưu chiều cao. Đấy, bóng rất là mượt luôn. Rồi, ok, xin chào anh em nhé.